Rồi, chào mừng các bạn, chúng ta trở lại với bước vào trận chung kết giải đấu Carom Mục Băng mở rộng năm 2019 tranh cúp Thịnh Ken Bilac giữa hai cơ thủ Minh Quân câu lạc bộ Phong Cách và anh Phi Hùng Bia Bà Chiểu. Một bên là nhà cũ vô địch SEA Games và một bên là người có biệt danh là vua sào và vua băng bó tại Việt Nam. Ai sẽ là người lụm tiền của Thịnh Ken đây? Xin mời các anh em đón xem. Theo dự đoán của 300 anh em là Hùng Cầu đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Rồi chào anh em xem chia sẻ giúp Thịnh nha. Quá hay, nãy trận bán kết, hai trận bán kết quá hay luôn. Trên hình là anh Quân, người hiện đang nắm series cao nhất của giải đấu với là số series là 96 điểm và giải Best Game, trận đấu kết thúc nhanh nhất sau 4 lượt cơ. Rồi, anh em chia sẻ mạnh nha, cảm ơn mọi người. Anh Cao, khởi động anh Cao. Ôi chào 200 anh em, bụng mới đây lẹ quá. Trận chung kết sẽ diễn ra là 150 điểm trên 25 lượt cơ nha anh em. Rồi chào anh Đức Minh. Rồi, chuẩn bị ra Đà Nẵng rồi cô, chuẩn bị đi rồi. Hai tuần nữa có mặt Đà Nẵng nha. Không sao đâu anh em, giờ này giải phong trào có trọng tài là ok rồi. Oh, hello anh Thái, khỏe không? Rồi, anh Quân cầm bị che chắn nha các bạn. Đúng rồi em, rồi thôi coi bia đi em, rồi chào 300 anh em. Quá hay, quá hay. Đúng rồi. Rồi chào Thọ Đồng Tháp. Rồi anh em chia sẻ livestream nha. Và các mộc băng để gom vị rất là đẹp mắt của anh Quân. Để vô hình Ken nè các bạn. Rất hay. Anh Quân đánh băng rất là rác các bạn. Năm điểm cho anh Quân. Thế bị tương đối đẹp. Rồi chào anh Khởi, anh em chia sẻ livestream giùm nha. Trận chung kết chung mờ giữa anh Hùng Cào và anh Quân Súng. Rồi chào đệ tử. Hello anh Nam. Một pha một bằng
nhẹ nhàng của anh Quân để gài bì đạp trái đỏ qua. Rồi, chào thầy Hùng. Dễ nhất 11 triệu nha các bạn. Nhất 11 triệu, nhì 5 triệu, hạng 3 là 3 triệu. Chung kết đánh 150 điểm trên 25 lượt cơ. Chào anh Si. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy lại trận đấu chung kết giữa anh Hùng Cào và anh Quân Súng. Yes, here we play the three cousin bond for the one cousin discipline. Anh Quân đang đi cơ 13 điểm. Một cú đánh hai bằng tay trái rất là đẹp của anh Quân. Bạn gì không thấy ghé cọc bộ tao chơi mày, biết không? Chung kết rồi nha bạn ơi. Mới đánh lượt đầu em 15 điểm. Quân đã đi cơ 15 điểm. Anh Quân đang nắm số series cao nhất giải là 96 điểm. Hồi kể ra dài dòng lắm em ơi. Bữa nào mày mời tao uống cà phê tao kể cho quỷ. Đang live stream mà. Kể tiểu sử mấy anh này nó dài lắm. Viết sách giáo khoa cũng được nữa. Quá xui bi các bạn ơi. Bi này là phải A băng qua bên này qua rồi. Hết đường quýnh rồi. Vì này là anh Quân sẽ thêm cú áo băng thôi. Đá. Một băng nó ra cho bị khó chịu lắm các bạn. Bị này chỉ áo băng thôi, áo băng bị còn nguyên luôn. Mười tám điểm. Ok anh em chia sẻ giùm Thịnh nha. Khang chia sẻ giùm anh Thịnh. Khang ơi, mười chín điểm cho anh Quần Súng. Nghe mẹ ơi, bị heo. Tao đang bình luận bị heo ơi. Thank you. Thank you. Thank you my friends. Đang mới đánh hả anh Phú ơi? Đang mới đánh lượt đầu tiên à? Anh Quân đang vô thế một băng cò, một băng nhỏ. Lại tiếp tục là một cú đánh một băng của anh Quân.
dư rồi các bạn ơi, quá mỏng. Anh Quân quýnh cho bây giờ rồi, quá mỏng, dư cà phê. Tới lượt anh Hùng Cao. 22 điểm lượt cơ đầu tiên cho anh Quân. Đúng rồi, tiền bây giờ của anh Hoàng ơi. Tiệm giá anh đó Khánh ơi. Rồi chào sĩ trường, chào anh em. Cú kéo một băng rất hay của anh Hùng Cao. Rồi, rồi chào Thiện. Cú bi tương đối khó chịu cho anh Hùng tại vì nó không đủ góc cúp. Bi này có lẽ anh sẽ đánh Marseille một băng. Đúng rồi các bạn. Bi này đánh Marseille một băng để anh gài đánh trái đỏ. Quá đẹp. Cú Marseille một băng rất là đẹp mắt cho anh Hùng Cao. Cú hai băng con. Ok cung, ok bi heo. Qua quấn băng đền cho Thanh ơi. Có hình thẹo nè Thanh ơi. Anh có ghi trong tiêu đề đó cô. Năm điểm cho anh Hùng Cao. Chứ bây giờ rồi anh đã chọn giải pháp khá là an toàn. Chứ bây giờ rồi nếu mình đánh Bader thì bị nó sẽ ra đẹp hơn. Sáu điểm. Cú kéo gần rất đẹp mắt của anh Hùng. Mới đánh này em ơi nha, để tự cập nhật tỷ số cho. Tỷ số đang là 22-0. Rồi cảm ơn Hữu Thiện, chào em. Hùng đang đi cờ 6 điểm. Và cắt một băng rất là đẹp mắt của anh Hùng Cao. Bị đã về rất là đẹp. Không à, em. Anh Quân chưa thi đấu tại SEA Games. Anh Quân thì đánh dù rất là tốt nhưng mà vẫn chưa có giải quốc gia. Để thi đấu SEA Games là mình phải hạng nhất và hạng nhì quốc gia mới được. Ok Tuấn Anh. Về ghé visa nha Tuấn Anh ơi. Rồi, một cú kéo một băng để đè trái bi trắng chạy ba băng về của anh Hùng Cào. Quá đẹp mắt các bạn ơi. Bi này vô ken rồi. Bi trắng về đá đỏ vô ken rồi. Quá đẹp. Cú A băng cho anh Hùng Cào. Mười bốn điểm cho anh Hùng Cao. Hello Nhất Thống cho em. Ok Tuấn Anh. Hello Thành Sóc. 15 điểm. Quá đẹp mắt cho anh Hùng. Anh Hùng đã gài một thế bi rất là đẹp các bạn. Bây giờ sẽ là cú bích kê đỏ qua. Một pha bích kê một băng đỏ của anh Hùng Cao.
quá đẹp các bạn ơi. Vô mắt kiến rồi. Một cú ao bằng tiếp theo cho anh Hùng. Đúng rồi, anh Nại đang hay nhất Việt Nam mà các bạn. Hello Dũng. Cú ao bằng rất là đẹp của anh Hùng cao. Bi hơi xấu. Bi này phải ao bằng cu lê đờ mi. Quá đẹp. Xin chào 800 anh em. 800 anh em chia sẻ lại stream giúp Thịnh nha. Các bạn đang theo dõi trận đấu chung kết giải đấu Karim Một Băng mở rộng năm 2019 trên cúp Thịnh Ken Bilat. Trên hình là cơ thủ Phi Hùng, nhà cũ vô địch SEA Games. Anh đi thi SEA Games là anh thua bán kết em. Anh hạng ba. Cho anh Hùng cao. Tiếp theo sẽ là một pha cắt một băng của anh Hùng. Chơi bi này hai đường các bạn ha, kéo hai băng trắng rồi anh Hùng quyết định kéo hai băng. Kéo hai băng thì nó sẽ an toàn hơn. Rồi, hello Cường. Một cú cúp băng nhẹ của anh Hùng để gài bi đưa trắng về. Quá hay, lực quá đẹp. Hơi nhẹ rồi các bạn ha. Không sao, bi này vẫn đẹp. Bi này quýnh tay trái một băng vẫn được. Bi này mình nghĩ anh Hùng sẽ đánh một băng đỏ thôi. Quýnh trắng nhẹ thì được, quýnh mạnh thì ra bị hên xui luôn. Anh Hùng vừa đi cơ 25 điểm. Chúng ta tiếp tục với lượt cơ của anh Quân xuống. Cầu thủ mình quật. Rồi chào đệ tử. Mai lên học gia nha em. Yeah, the score is 25 and 22. Second inning. Dư. Cú đánh một băng dư của anh Quân. Thật đáng tiếc. Đánh 150 điểm nha các bạn. 150 điểm trên 25 lượt cơ. Thank you. Một hình bi tương đối khó chịu ở thể loại Karim Một Băng này các bạn biết rồi. Chúng ta phải đánh một băng trở lên mới cho ăn, thì những hình bi giữa bàn như vậy là những hình bi khó. Đòi hỏi các cơ thủ phải có kỹ năng đánh ba băng tốt thì mới gài hình được. Cú hai băng không thành công của anh Hùng. Cú đánh quá khó. Tỷ số hiện tại là 25 và 22. Mẹ anh ta đang đánh, bạn kêu tôi nói lớn, sao nói lớn bạn. Một thế bi cũng tương đối khó chịu cho anh Quân. Rồi anh Quân quyết định kẹp nách đỏ.
quá khó các bạn. Cú đánh quá khó, những hình bì đang rất khó chịu. Rồi cảm ơn Hữu Thiện, hết này anh áp cho Thiện Thiện ha. Một điểm cho anh Hùng Cầu. Cú đánh một băng nhưng mà bị chúng không được đẹp mắt lắm. Tiếp tục sẽ là một pha cúp băng của anh Hùng. Anh Hùng sẽ cúp hai băng nha các bạn ha, để móc cho trắng lên. Quá nhẹ rồi. Anh Hùng quýnh quá mỏng chứ bây giờ rồi. Ok Việt Tuyên, hai cầu thủ đang vẫn đang ở thế trận thăm dò nhau. Hello, hello anh Mark. Cú cúp băng rất đẹp của anh Quân. Hai điểm cho anh Quân. Hình bị rất đẹp. Hai cầu thủ, có lẽ nhiều bạn coi là không biết hai cầu thủ đang đánh môn gì ha. Hai cầu thủ là đang đánh môn carom một bằng, tức là đánh phải chạm ít nhất một bằng trở lên mới tính điểm. Ở đây mình sẽ không được đánh trúng trực tiếp nha các bạn. Coi như mắt kiến dò gà là phải đánh A bằng hết. Ok Phú, ok Phú Hầu, ok. Cú kéo hơi thiếu lực của anh Quân. Thiếu lực nhưng mà ra bi cũng tương đối đẹp. Cá nhân anh nghĩ thì trận này ai đạt cúp cũng xứng đáng hết đó. Ai đạt cúp thì cũng lấy tiền của anh hết trơn á. Tám điểm cho anh Quân. Cú đánh kéo hai bằng hơi dư lực rồi các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là một pha A bằng của anh Quân. Dễ nhất là 11 triệu nha em. Dễ nhất 11 triệu, dễ nhì 5 triệu, đồng hạng 3 là 3 triệu. Dễ series xuất sắc 1 triệu, dễ best game 1 triệu. Một pha cắt một băng về rất là đẹp của anh Quân. Một hình bi thuận lợi. Ok, hình bi rất là đẹp. Tương đối khó chịu các bạn ơi.
pha đánh an toàn của anh Quân. Anh Quân đang đi cơ 13 điểm, cột trái 2 băng cho anh Quân. Cú đánh 2 băng rất đẹp đã giúp anh Quân đưa Bi về băng ngắn. Bi vẫn chưa đẹp lắm các bạn ơi, Bi còn hơi xấu. Trái Bi này là trái Bi tương đối xấu, giò gà rồi nên nó xấu. À, không có đề ba hậu nha trên này. Mười sáu điểm cho anh Quân. Tiếp theo là một pha cúp băng để gài Bi đưa trái đỏ về. Quá đẹp các bạn ơi, hình này quá ngon. Hello anh Thông. Một pha mồi Bi cũng rất đẹp nữa của anh Quân. Chào em, chia sẻ like, anh em chia sẻ livestream với Thịnh nha. Đây là trận chung kết. Cú tứ băng đẹp mắt cho anh Quân. Bốn điểm trên Quân. Rồi chào bạn Thịnh, chào anh Phúc. Chung kết rồi anh Phúc à. Cho anh Quân. Bi vẫn chưa đẹp lắm. Dư rồi các bạn ơi, dư rồi. 23 điểm. Tỷ số hiện nay là 45-26, nghiêng về anh Minh Quân. Một thái Bi ba băng con cho anh Hùng Cầu. Ba chục. Một điểm.
anh Hùng quýnh vừa rồi hơi thiếu nhưng mà chúng chưa đẹp lắm, chúng nguyên con mới đẹp. Hai điểm cho anh Hùng cầu. Rồi, một cú đánh một băng của anh Hùng cầu. Quá khó. Vừa rồi anh Hùng cầu quyết định quýnh ba băng con quá khó. Một cú kéo hai băng. Anh Quân quyết định thực hiện cú kéo hai băng. Rất đẹp các bạn. Bì vẫn chưa đẹp lắm các bạn thấy không? Bì vẫn còn hơi xấu. Hay, một cú A băng rất hay của anh Quân. Đưa bì về dậu. Rồi, một pha thả hai băng. Anh Quân sẽ thả hai băng và dắt trái đỏ xuống dưới dậu nha các bạn. Chúng hơi xấu rồi. Hay, một cú kéo chết đạn rất là đẹp của anh Quân. Dắt trái đỏ chạy tứ băng về. Hên hay xui, rồi rất hên các bạn ơi. Rồi bi này lộc thấy bi đẹp đỏ về. Thiếu lực rồi các bạn ơi. Sáu điểm cho anh Quân. Rồi một pha một băng mỏng để gài bi để chồi trái đỏ về. Anh Quân gài bi không đẹp lắm. Rồi con cảm ơn bác. Rồi con cảm ơn bác Kim Lương nhiều nha. Chúc bác nhiều sức khỏe. Mỏng rồi. Một cú đánh không thành công của anh Quân. Tới lượt anh Hùng Cao. Bi này là một thế bi tương đối khó nha các bạn. Bi là động thái bi tương đối khó chịu. Nếu mình đoán không lầm là anh Hùng sẽ quýnh đỏ dày lên trên băng ngắn. Quá khó. Đương nhiên các bạn, bi này khó mà. Bi này quýnh liếp, quýnh giò gà chúng ơi. A băng lại là khó hơn nữa.
Hay, một cú đánh ao bằng rất là hay. Cú đánh ao bằng rất đẳng cấp của nhà vô địch SEA Games Anh Hùng Cao. Các bạn thả tim cho cú đánh vừa rồi ha. Hay quá, hay luôn. Rồi, chào Thanh Hoàng, chào anh em. Chào anh em đang xem livestream trận chung kết. Xin nhắc lại các bạn đang theo dõi trận chung kết giải Karo 1 băng mở rộng năm 2019 tranh cúp Thịnh Ken Village. Đây đều là những tay cơ mà kỳ cựu của Việt Nam ở thể loại Karo 1 băng cũng như Leap Cat. Quá hay anh Hùng ơi. Hai trái bi quá đẹp mắt của anh Hùng Cào các bạn. Và anh đã đưa bi đỏ về gần dậu. Rất hay, rất hay. Và đây sẽ là một trái bi cơ hội cho anh Hùng để anh Hùng đè trái trắng về. Rồi chào Phúc Thiên, chào Fury. Quá hay Hùng, anh Hùng ơi. Quá hay anh Hùng ơi. À chào Phan Hải, chào em. Một thế bi cũng tương đối dễ chịu cho anh Hùng, cú ao băng. Chào anh Xui. Chào Đình Khôi trên mạng. Cú ao băng đẹp mắt sẽ giúp anh Hùng gom bi. Rồi sau đây sẽ là một pha một băng lấy má ngoài của trái trắng nè các bạn ha. Lấy má ngoài trái trắng để đưa bi về dậu. Đó anh em thấy không? Hơi thiếu mặt rồi. Vừa rồi anh Hùng quýnh thiếu mặt rồi. Không sao. Cú chô. Anh Hùng quyết định đánh hai băng con. Học rồi, quá uổng. Rồi, chào Tí Anh. Anh Hùng đi cơ 5 điểm. Tỷ số hiện nay là 52 và 33. Nghiêng về anh Quân. Vừa rồi anh Hùng đã đánh cú đánh hai băng không thành công. Cú đánh một băng nữa không thành công của anh Quân. Cú đánh gài hình bi, anh gài hình bi để cho về nhưng mà trái bi nó không ra đẹp. Và đây chắc sẽ là một cú sáu băng. Anh Quân quyết định quýnh săn ly nha các bạn. Cú sáu băng về. Không ngoài dự đoán anh Quân đã đánh một cú sáu băng về để lấy cú đánh an toàn. Thì trong bia một băng sẽ đôi khi là các bạn mình sẽ không có hình đánh. Mình phải buộc đánh những cái hình nó chắc cú. Rồi chào em Phạm Minh Cường. Phạm Minh Cường. Một trái bi đẹp mắt cho anh Quân rồi ra một trái tứ băng đẹp rồi các bạn ơi. Trái bi này là một cơ hội cho anh Quân. Tứ băng sẽ gom bi rồi. Thiếu rồi các bạn ơi, thiếu rồi. Thiếu, 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 thiếu. Cú tứ băng thiếu rất là ổn của anh Quân. Đúng rồi em. Cú đánh một băng của anh Quân Cao.
qua tuần nha ba đùi gà ấy. Cú biết kê một bằng của anh Hùng, bị này phải biết kê một bằng để đưa cho chắn vô. Chính xác rồi, lại tiếp tục một cú biết kê tiếp theo. À, một cú đánh nổ của anh Hùng Cao rồi nổ một bằng hơi mạnh rồi. Anh Hùng Cao vừa chọn một giải pháp an toàn và trái bi tiếp theo đã ra đẹp mắt. Và tiếp theo đây sẽ là một cú đè một băng chích đạn để đưa trái đỏ chạy ba băng về. Oh, anh Hùng quyết định đánh mỏng rồi các bạn ơi. Có lẽ là mỗi người sẽ có cách xử lý khác nhau. Nếu mình vừa rồi thì mình sẽ đánh để cho bị đỏ về bên băng dài bên đây. Trẻ bị tương đối khó. Hình này dễ trúng trực tiếp. Quá hay các bạn ơi, cú đánh chính xác của anh Hùng. Bây giờ rồi là giống như là bắt chí vậy ha các bạn ha, rất là nhỏ. Bị này cúp được nhưng mà phải mỏng nha, mỏng xoáy, mỏng xoáy xả xè mới trúng được. Đúng rồi á, phải mỏng xoáy vậy mới trúng được. Rồi quá đẹp, một trái bi đẹp mắt của anh Hùng Cao. Hình bi này là một cú a bằng và dắt trái trắng xuống dưới luôn rồi các bạn. A bằng nhẹ nhàng dắt trái trắng xuống dưới luôn. Đúng rồi, chính xác. Rồi đã có hình đè trái trắng về. Bi vàng côn băng người khá khó chịu. Bi này thì nếu mà đánh thì vẫn được. Rất đẹp. 11 điểm, anh Hùng đi cơ 11 điểm. Trận chung kết cực kỳ căng thẳng. Cú rì cho một bằng của anh Hùng để đưa trái đỏ về. Rất đẹp thôi các bạn. Hay, một cú kéo một băng rất là hay của anh Hùng Cào. Tiếp tục. Lại bị khó rồi các bạn ơi. Sẽ là cú A băng tiếp theo của anh Hùng Cào. Tại vì môn này bi da thì nó có những cái đường bi nó gần như là bài dở em hiểu không? Nên là sẽ không cần phải ấy. Chào em Tấn Tú, chào Nguyễn Lực. Cú A băng dằn, A băng 2 băng dằn lại của anh Hùng Cào. Quá hay các bạn ơi.
A bằng 2 bằng dằn của anh Hùng Cao. Cú đánh vừa rồi là nó tổng hợp rất là nhiều cái ấy, cái lực và FP rồi ha các bạn ha. Rồi là cú kéo một bằng. Mười lăm điểm dành cho anh Hùng Cao. Hên hay xui đây? Hên hay xui? Hên hay xui? Rồi hên rồi. Qua chút xíu nữa là xui rồi. Bị này quýnh vẫn được. Một băng dần vẫn được. Cú anh Hùng quýnh một băng đón. Rồi và sau đây sẽ là một cú đè đỏ về cho anh Hùng ha. Nếu mà đón không lầm, nếu mà anh Hùng cảm giác tốt, anh Hùng sẽ đánh một băng, đúng một băng đỏ đè dày cho, còn không là anh Hùng sẽ quýnh hai băng. Cả hai cú đánh đều an toàn. Rồi anh Hùng quýnh hai băng các bạn ơi. Cú cắt, một cú cắt hai băng dành cho anh Hùng Cao, quá hay. Rồi một pha cúp băng, một pha cúp băng để đẩy trái đỏ vô dầu. Sau đó là mình sẽ cho trái trắng về. Rồi anh Hùng sẽ cúp băng nè các bạn, đó đẩy đỏ vô dầu. Dư lực quá các bạn. Tiếp tục lại một băng tiếp tục chăng. Hello, hello anh em, hello 900 anh em. Anh em chia sẻ giùm thịt nè. Dư rồi. Liếm nhẹ, liếm nhẹ. Bây giờ nó có mấy cú nó liếm liếm vậy các bạn. Làm đối thủ nó tê tái. Người quýnh thì sướng mà đối thủ thì tê tái. Cú lê hai tầng chăng? Một cú cu lê hai tầng của anh Hùng Cao. 20 điểm, anh Hùng đã đi cơ 20. Lại tiếp tục một pha cúp băng cho anh Hùng Cao. Cúp nhẹ nhàng. Rồi, cắt một băng trắng qua. Quá đẹp. Dư lực trái trắng nữa rồi. Tiếp tục một băng trắng tiếp tục rồi các bạn ơi. Rồi sau đây sẽ là một cú đè đỏ về chỗ anh Hùng ha. Nửa trái áp phải nghịch ha các bạn ha. Đè về luôn. Đè về ba trái gom về dậu luôn. Nói chung anh Hùng chưa quýnh là mình biết anh quýnh cái gì rồi các bạn ơi. Bây giờ một băng trả lên nha em. Chính xác. 24 điểm cho anh Hùng Cao. Tiếp tục một cú một băng. Không em, Khiêm không có thi đấu nha. Đèn lát. Tắt đèn lát. Đèn lát á, đèn. Một cú kéo một băng về của anh Hùng Cao. Rất đẹp các bạn ơi. 26 điểm mà bi này là bi ra bi đẹp rồi. Bi này đá nhẹ vàng thôi. Đá nhẹ vàng đó rồi. Một thái bi rất là đẹp mắt cho anh Hùng Cao. Và giờ anh Hùng Cao sẽ quýnh A bằng trắng. A bằng trắng là trái trắng nó sẽ nhô lên chút xíu ha các bạn ha. Rồi anh quýnh cạo tiếp một băng cái anh đạp về. Đó, giờ anh cạo một băng nè. Cái thế này trong video một băng nó gọi là thế cạo. Cứ cạo mỏng 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 các bạn. Rồi, chắc là không đủ góc để cạo là anh quyết định là anh quýnh A bằng 2 băng. Rồi, anh Hùng quyết định thực hiện một cú A bằng 2 băng, bidder. Chính xác. Rồi bây giờ anh Hùng lại
tiếp tục cướp bằng. Rồi hình bi rất là thuận lợi, đạp chắn về dậu bên kia luôn. Quá đẹp các bạn ơi, 30 điểm cho Thùng Cào, quá đẹp. Tiếp tục một thế bi thuận lợi. Giải nhất 11 triệu à, có anh em làm tài trợ thêm không? Một cú A băng dằn lại, A băng một băng dằn của anh Hùng Cào. Chính xác các bạn, 31, ồ bi này tương đối khó chịu. Bi này thì cha anh Hùng sẽ đánh big kê một băng đỏ. Bi này tương đối khó chịu, phải ngồi lên trên big kê rồi các bạn ơi. Nên anh Hùng sẽ big kê một băng đỏ để đưa trái đỏ lên. Cú đánh này khó chỗ là cái tay. Thành công, 32 điểm. Và tiếp theo sẽ là cú hai băng dầu. Anh Hùng sẽ đánh hai băng dầu nhẹ nhàng. Chính xác, và bây giờ là sẽ đạp cho trắng về thôi. Hình này đưa trắng về rất đẹp. Anh Hùng đang đi cơ 34 điểm. Tiếp tục là một cú đánh một băng đỏ dành cho anh Hùng Cào. Anh Hùng sẽ lấy tay trái một băng đỏ. Ba mươi lăm điểm. Cú đánh một băng mỏng của anh Hùng Cào tiếp theo. Hiếu Trần không thích coi thì Hiếu Trần đi ra chỗ khác coi nha Hiếu Trần. Không cần phải chửi thề đâu bạn. Mình lớn hết rồi bạn. Cú A băng của anh Hùng. Anh Hùng đi cơ 37 điểm các bạn. Mình người lớn hết rồi, lên mạng xã hội không cần phải chửi thề đâu. Để cho nít nó chửi được rồi. Trừ khi bạn là nít. Anh Hùng đi cơ 38 điểm mà các bạn. Một thế bi cũng tương đối khó chịu. Bi này là hai đường rồi, một là cúp băng trắng, hai là quýnh hai băng dầu đỏ. Nếu mà anh Hùng mà ảnh quýnh rồi quyết định cúp băng trắng chăng. Anh Hùng quyết định quýnh một cú kéo hai băng. Quá đẹp các bạn ơi. 39 điểm. Tại mình nói nhỏ bạn ơi, nhiều bạn hỏi mình nãy giờ hoài à, người ta đang đánh sao mình nói lớn được, hiểu không? Hỏi tập trung chuyên môn vô đi, trời ơi tối ngày hỏi chuyện cá nhân của tôi hoài à, ai hỏi nữa lóc luôn à. Rồi, hai băng dầu của anh Hùng Cào. Bốn mươi điểm, anh Hùng đã đi cơ 40 điểm các bạn, và một thế bi tương đối đẹp mắt. Bi này đánh hai băng trắng đè về rất là đẹp. Mình dự đoán là anh Hùng sẽ đánh hai băng trắng đè về luôn. Bi này đánh nửa trái và đánh cả một ấp phê là đánh lụm rồi các bạn ơi. Nửa trái một ấp phê là lụm rồi. Rồi anh Hùng đánh ba băng rồi, trái bi nó sẽ không ra đẹp.
41 điểm. Oh, hên, bị vẫn còn hên các bạn ơi. Tiếp theo là một cú, sẽ là một cú đè một băng của anh Hùng Cào chăng? Đè đỏ về. Khỏi suy nghĩ anh Hùng ơi, buộc đè một băng rồi. Anh Hùng bính hai băng luôn hả? Bốn mươi hai điểm, pha hai băng rất đẹp. Bên này đánh tứ băng về đẹp hơn. Bốn mươi ba điểm dành cho anh Hùng Cao nha các bạn. Rồi, cảm ơn Nguyễn Thanh Tuấn. Mình biết chơi bia mà, biết chơi bia bình luận là. Rồi, một pha đè đỏ về của anh Hùng Cao. Quá đẹp anh Hùng ơi. Một cú đánh hoàn hảo. Lực rất đẹp. Đỏ lên. Quá đẹp các bạn ơi. Rồi, tiếp tục một pha A băng của anh Hùng Cao. A băng đỏ. A băng sau đó sẽ gài hình để đạp về. Chính xác. Rồi. Anh quyết định cắt trái trắng qua. Một pha cắt mỏng thành công của anh Hùng Cao. Rất đẹp. Vâng, anh Hùng đánh rất là kỹ các bạn. Anh Hùng đánh lối đánh rất là kỹ lưỡng. Chính nhờ lối đánh này mà anh Hùng đã vô địch SEA Games. Bốn mươi bảy điểm các bạn. Một pha gài bi hơi thiếu nhưng mà không sao. Cảm ơn em. Một pha kéo băng, sẽ là kéo mỏng đỏ vô băng của anh Hùng Cào. Rất đẹp. Hiện tại tới thời điểm này là ưu thế đang nghiêng về Phi Hùng rồi các bạn ơi. Một pha cúp băng trắng của anh Hùng tiếp theo. Cúp nhẹ để đánh đỏ tiếp tục. Rồi, một băng trắng. Một băng trắng lấy ra ngoài mép đỏ. Hơi thiếu. Không, anh Hùng hơi thiếu lực, hơi thiếu cái má bên ngoài chút xíu mà không sao. Vẫn đánh hai băng dậu được. Tiếp tục, lại tiếp tục là hai băng dậu. Quá đẹp mắt các bạn ơi. Trái bi này, trái bi này hơi dư rồi. Trái trắng mà nó méo qua chút xíu nữa kéo một băng đỏ ngon hơn. Trái bi này anh Hùng lại tiếp tục quýnh hai băng dậu tiếp. Theo dự đoán của mình Hùng sẽ quýnh hai băng dậu. Quýnh đường bi này thì phải thiệt bén. Bi rất dễ ra xấu. Vẫn đẹp. Ok, rất đẹp. Lực anh Hùng đang rất là đẹp. Cú A băng 54 điểm cho anh Hùng. Tiếp tục một cú một băng. Lại tiếp tục một băng. Lại tiếp tục một băng. Một băng đi. Quá đẹp. Tiếp theo sẽ là cú cắt băng của anh Hùng Cào. Chẳng sang. Chính xác. Và sau đây là đỏ về. Một cú bích kê một băng của anh Hùng Cào. Anh Hùng sẽ quýnh bích kê một băng.
pha A bằng tiếp theo của Hùng Cầu. Tiếp tục một cú A bằng tiếp theo của Hùng Cầu. Cảm ơn một ngày anh em đang xem livestream. Chọn cú A bằng tiếp theo của Hùng Cầu. 62 và tiếp theo là một cú cắt đỏ về của Hùng Cầu. Dạ con chào ông Bầu. À, ông Bầu đây là trận chung kết ông Bầu ơi. Anh Hùng đang đi cơ 63 điểm. Hùng, anh Hùng còn 117 điểm thì cũng rất khó nói. 63 điểm, Bi vẫn đang rất đẹp các bạn ơi. Lại là một cú A bằng tiếp theo. Anh Hùng đang đi cơ 63 điểm nha anh em cha, anh em ơi, 63 điểm. Lại là một cú A bằng tiếp theo của anh Hùng Cầu. A bằng để cu lên đỏ xuống nha các bạn. Chạm nửa trái hơi là đẹp. Chính xác. 64. A bằng mắt C một bằng cú mắt C một bằng hết đường rồi. Sao mà lộng cũng đẹp. Anh Hùng quýnh trái bây giờ rồi là quá an toàn. Sao 16 rất đẹp các bạn ơi. Anh Hùng lại tiếp tục quýnh một băng đỏ qua. Quá hay đúng không anh em? 67 điểm cho Hùng Cầu. Một băng đỏ tiếp tục. Gài bi để cho trắng về. Quá hay Hùng Cầu ơi. Một cú bích kê chăng? Rồi anh Hùng quyết định kéo về băng ngắn các bạn ơi. Như mình nhìn bi này hai đường và anh Hùng quyết định kéo vào băng ngắn. Kéo vào băng ngắn là một cái giải pháp hay nhất. Quá hay các bạn ơi. Kéo vào băng ngắn là nó gom mắt kiến chắc rồi. Mà nó hên hay xui khúc này thôi nè. Rồi vẫn còn ngon. A băng đỏ lên. Quay đầu là bờ anh Hùng ơi. Nữa hả? Rồi anh Hùng quyết định kéo một băng tiếp các bạn ơi. Có vẻ anh ghiền cú này quá rồi. 70 điểm cho anh Hùng Cầu. Series 70 nha các bạn. Rồi tiếp tục. Lại là cú kéo đỏ của anh Hùng Cầu. Rồi hello anh Việt. Cú một bằng chết đạn rất là đẹp bắt qua Hùng Cầu. 71 điểm. Coi coi pizza đi em ơi. Mày đừng có để ý vòng vòng khán giả giùm tao một cái. Coi pizza thôi. Khổ ghê. Anh Hùng đang đi cơ 72 điểm. Một cú bích kê một băng của anh Hùng Cầu. Wow. 73 điểm. Rất đẹp các bạn ơi. Quá đẹp. Xui bia rồi. Bi này chỉ có A băng thôi. Bê đơ, một cú bê đơ của anh Hùng Cầu. Chính xác. 74 điểm. 74 điểm cho anh Hùng Cầu. Một cú bích kê một băng. Hay. 75. Và tiếp tục sẽ là một cú A băng nữa cho anh Hùng Cầu chăng. Thank you.
Mở cửa giùm anh coi. Một cú kéo một băng cho anh Hùng. Sáu đêm Bi vẫn về dậu và rất đẹp nha các bạn. Rồi cảm ơn 1100 anh em đang xem. Rồi quýnh một băng trắng, anh Hùng sẽ tiếp tục quýnh một băng trắng để gài Bi. Các bạn ơi, chúng mép vừa rồi hơi là anh Hùng hơi may mắn và rất bi này rất ngon, kéo mỏng vô bằng kia là sẽ ra bi đẹp rồi. Quá đẹp các bạn ơi. Hello anh Vũ Đông Xuyên. Bi này là một trái bi cũng tương đối dễ nhưng mà cũng phải kỹ, nếu không sẽ bị lòn bậy. A bằng đỏ và dằn lại để cho nó khỏi lòn. Anh Hùng quyết định đánh cái thế bi gì đây? Mình nghĩ anh Hùng sẽ đánh A bằng đỏ, tại vì hết đường rồi, nó đá cũng trúng luôn. Không lẽ mê lỗ tới nỗi lòn luôn sao? Một bằng hay quá các bạn ơi. Đứng góc độ này mình không thấy trái một bằng đó. 79 điểm. Tám mươi. Một cú A bằng một bằng của anh Hùng Cầu. Pha đạp về. Hay quá anh Hùng ơi. Tám mươi ba điểm cho anh Hùng Cầu. Chỉ còn 13 điểm nữa là sẽ bằng với series của anh Quân Súng. Bằng một cái nữa nồng ngoài. Anh Hùng không ai bằng mà anh Hùng quyết định đè về luôn. Quá hay các bạn ơi. 85 điểm rồi. 100 là anh em thả tim ầm 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 luôn nha. Vô kèn là quá đẹp các bạn ơi. Lượt thứ 6 rồi các bạn. Tám mươi sáu. Một pha A bằng tiếp theo cho anh Hùng Cầu. Hello Mike. Eighty seven. Tám mươi tám. Quá đẹp các bạn ơi, quá hay. Bi này đâu có cần, bi này đâu cần massage đâu, quýt mỏng hết đó phê là chúng rồi. 89. Hay quá các bạn ơi, anh Hùng quýt hay. Chín mươi. Quá hay các bạn ơi. Một cú một bằng tiếp tục anh rồi.
91 điểm. Quá hay. Một thế bi rất là đẹp. Yes, I hear the making a high run 92. Yeah, hello Mike. Chín mươi ba điểm, quá hay các bạn ơi. Một pha kéo mỏng qua của anh Hùng Trăng. Còn 3 điểm, 4 điểm nữa thôi là phá series rồi. Chín mươi bốn. Hơi khó rồi các bạn ơi. Hello Mike, hello, how you doing? Một pha một bằng dằn hết up về của anh Hùng. 94 điểm rồi. Chín mươi lăm, hay quá các bạn ơi. Một cú một bằng tiếp theo. Bi này còn đẹp lắm các bạn. Bi này còn rất đẹp. Anh Hùng quýnh một băng đỏ ra là đẹp rồi. Chín mươi sáu. Chín mươi sáu. Hiện tại là đang đồng series với anh Quân rồi. Bây giờ quýnh một điểm này nữa là sẽ lấy series. Hay. Yes, 97 point in one inning. Yeah. He's making a high run 97, Mike. Series 97 và anh đang nắm series cao nhất. 98, còn 2 điểm nữa là có series 100. Oh my god, lần đầu tiên là Thịnh thấy series 100 của một cầu thủ Việt Nam đó các bạn ơi. Quá hay, quá hay. Công nhận mình mở cái giải đấu này ra mình cảm giác quá hay. Oh, cẩn thận anh Hùng ơi. 99 điểm rồi, hơi xấu rồi. Wise. Yeah, 99. Yeah. Chưa đâu em ơi, anh nãy đi cơ 120 hồi nào vậy em? Anh lệnh chưa từng thấy luôn, chưa từng có luôn nha. Lao bì nha anh em ha. Rồi, cảm ơn 1300 anh em. Anh Hùng đang đi cơ 99 điểm. Và hiện tại anh đang nắm số series cao nhất tới thời điểm hiện nay. Một series quá đẳng cấp. Cảm ơn 1300 anh em đang theo dõi nha. Và chúng ta lại tiếp tục với trận đấu của anh Hùng. Rồi, cảm ơn Sơn Ngô, anh em chia sẻ giúp Thịnh nha. Rồi, bì này có lẽ là anh Hùng sẽ kéo kéo đỏ, kéo hai bằng đỏ. Đúng rồi, kỷ lục của anh này là hai lượt cơ đủ 100 chứ không phải là series 120. Dạ, yeah, chào anh Liêm, chúc sức khỏe anh. Ok, chúng ta tiếp tục. À, mình đang tập chơi Phong ơi. 100 là anh em vỗ tay nha, 100 là mình vỗ tay khí thế luôn nha. Hay quá các bạn ơi, 100. 100 point in one inning. Yes, 100. Quá hay các bạn ơi. Quýnh giống Thịnh Kèn, quýnh quá. Rồi, tiếp tục. Một pha kéo một băng của anh Hùng Cầu. Yeah.
Hết tiền rồi anh Hải ơi, hết tiền thưởng nóng rồi. Hai 102 điểm các bạn. Còn 15 điểm nữa thôi là anh Hùng sẽ đạt chức vô địch. Quá hay. Khiêm Lê không thi đấu nha bạn ơi. Mình có đăng giải thì ai thích thi đấu rồi. Mày đi mày hỏi Khiêm luôn, mày hỏi anh chi, mệt quá. Trăm lẻ ba. Ok Phạm Tân, inbox cho anh nha. Năm điểm 105. Một trăm lẻ sáu hay quá các bạn ơi. Còn 11 điểm. Sẽ là một pha lăn đánh lăn của đánh lăn của anh Hùng Cào. Anh sẽ đánh lăn để đè trái trắng về đánh đảo các bạn, ngắn dài ngắn chính xác rồi trắng về đẹp luôn. 108 điểm cho anh Hùng Cào, quá đẳng cấp các bạn ơi. À, quýnh như phim. Hay quá. Chín. Hết rồi em, hết cơ hội rồi. 110 còn 7. Ồ, A băng đỏ đi Hùng ơi, A băng một băng đỏ đi, đủ tiền rồi. Quá hay. Còn 3. Tắt chuông chủ ơi. Còn 2 điểm bi về rồi vẫn rất là đẹp các bạn ơi. Thấy đỏ là đủ tiền. Rồi đủ tiền rồi. Xa lắm. Một cú cúp băng của anh Hùng chăng? Còn 2 điểm các bạn. Còn 1. Ồ quá hay anh em ơi, thả tim nhiều vô nha. Ồ một series quá đẳng cấp. Ôi quá hay. Trời ơi, tôi không biết nói gì hơn nữa. Lần đầu tiên mà tôi thấy một cái series đủ tiền 117 điểm một băng các bạn ơi. Quýnh như phim vậy. Phải anh Hùng Cao nghe, ai nhập vậy hay cu đông nhập các bạn. Ô anh Hùng Cao, anh Hùng Cao quýnh hay quá các bạn ơi. À, hay quá quá hay. Và anh Hùng đã đạt được giải series xuất sắc và cộng thêm giải best game, chỉ số trung bình cao nhất của giải đấu là ha 6 lượt cơ đủ 120 là ha 150 điểm là 25. Bằng best game là series lớn nhất á, trung bình á. Chỉ số trung bình nó bằng á. Best game là lấy luôn rồi anh Hùng lấy luôn. Quá hay, một trận đấu chung kết quá hay các bạn ơi. 25 chấm đúng rồi, 25 chấm. Anh Quân đang 25 chấm luôn. Hả? Chia chia trung bình á anh Quân. Chia ra cái hệ số anh Quân thì 4 lượt. Best game là đó đó. Là cái game có hệ số của mình cao nhất á. Đức nó nói vậy, giải đó Đức nó tài trợ anh. Ngô qua Ngô Đức nó tài trợ á. Nó nói vậy. Rồi cảm ơn 1.300 mấy anh em đã coi và cổ vũ vào đó. Thank you for the fan over the world. Cảm ơn những tay cơ cầu thủ nước ngoài. Có một cơ thủ Hà Lan bình luận là cu đông ở đó cũng chết.
trong đây nè đây có một cái bình luận nè, the Kuron will die every day nè, thấy không nè, có người bình luận nè, nhờ áo của da nè, á nhờ bận áo của hình Ken quýnh ghê quá má, ghê thiệt. Kuron Kuron the Kuron would also have no chance, có nghĩa là Kuron ở đây là cũng không có cơ hội. Quá hay, quá hay. Rồi, cảm ơn anh em. Một trận đấu quá đẳng cấp. Bình luận viên nói chuyện là cũng đẳng cấp luôn đó các bạn. Rồi, cảm ơn anh em nha. Live stream mà đứng lên. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Trận đấu quá hay, quá hay. Quá tuyệt vời. Một series kết thúc quá đẹp mắt. Không biết nói gì hơn, kỹ thuật quá đẹp. Anh Hùng quýnh quá hay. Anh Hùng mà anh không để lại một thùng bia là thôi, anh dày lắm rồi. Ok, ok. Bây giờ để mình triển khai tiền bạc đấy bạn ơi. Ok, chào mọi người nha. Để mình live stream kết thúc giải đấu thôi.